Steinmeier ở một cái dòng đàn mà tôi luôn luôn nói rằng là cái tiếng nó sẽ vang sáng, và những ai đó mà thích những cái giai điệu mang tính chất dân gian một chút, hay là những cái gì đó mà nó tươi sáng trẻ trung, hay là các em nhỏ mà tập đàn thì sẽ thích cái màu sắc này, thích cái màu sắc âm thanh này. Vâng, bây giờ chúng ta sẽ thử cái từng âm một. Vâng. Tám phím màu sắc rất là đều, kiểu vang sáng. Và bây giờ chúng ta sẽ thử kỹ thuật. Và action tốt. Bây giờ chúng ta thử âm lượng. Vâng, rất tốt. Chúng ta sẽ nghe cùng một giai điệu ạ. Tôi vừa nghe hàng xóm bật cái bài này nên tôi đánh luôn cho các bạn nghe cái ngẫu hứng của nó. Vâng, và rất hợp với cái âm thanh của cái đàn này. Và tôi hy vọng rằng là các bạn, các em nhỏ mới học, vâng, cũng đồng cảm với tôi và đồng cái quan điểm với tôi là với trẻ thơ thì tiếng đàn như thế này lại rất là hay. Bây giờ chúng ta cùng kiểm tra xung quanh cũng như là kiểm tra bên trong cây đàn. Mời các bạn. Vâng, đúng như là tôi nói lúc nãy, vâng, một cây đàn mà về chất lượng rất là tuyệt vời. Màu sắc âm thanh riêng biệt và chất lượng tuyệt vời. Body B, Key A, Pin A, Action A và Soundbox A. Vâng, đánh giá rất rất cao. Bây giờ chúng ta cùng xem body. Vâng, xem body. Cái mặt trên rất đẹp. Tiện thể đây thì tôi cũng kiểm tra luôn key cho các bạn. Key A, vâng, rất chắc chắn và tôi vừa chơi, rất tuyệt vời. Mời các bạn xem cái phần đầu hồi bên này. Cái vai này vẫn tròn nguyên các bạn nhé, chưa bị một vết xước nào đây, các cái chỗ mà dễ xây xước nhất vẫn còn rất là đẹp. Đấy. Vâng, qua sabot 5 cột trống bằng gỗ gần như nguyên khối, tức là những cái thớ gỗ, những cái miếng gỗ rất là dày ghép với nhau. Vâng, đấy. Rất dày ghép với nhau, 1 2 3 4 5. Vâng. Những cái xương của sao bót này các bạn thường thấy nó to hơn các cái xương của các đàn khác. Đấy. Rất là chắc. Vâng, tôi đánh giá rất cao về sao bót này. Cực kỳ kiên cố. Mặt bên này và cái hồi này rất là thẳng, đẹp. Bên ngoài tuyệt vời và sao bót tuyệt vời. Chúng ta cùng xem bên trong. Mời các bạn. Chào các bạn. Các bạn xem nhé. Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu chòa.
action. Các bạn sẽ thấy là các cái gỗ của các cái gót búa để tạo nên các búa này được làm bằng gỗ màu đậm. Và tôi muốn nói rằng là chúng ta chỉ cần biết rằng cái gỗ này này nó có cái trọng lượng riêng, nó nặng hơn cái gỗ trắng. Thế vì thế thì cộng với cái đầu búa nữa thì cái sức lao quán tính của búa này nó sẽ mạnh hơn. Và như thế thì cái giải cường độ âm thanh của cây đàn hay độ to nhỏ sẽ được lớn hơn. Vâng, âm thanh lớn hơn và rất chắc chắn. Vâng, Action A như mới. Vâng, tôi thấy như mới. Vâng, kể cả phần phía dưới này. Nhiều bạn cũng đặt những câu hỏi với tôi bảo sao người Nhật người ta dùng cây đàn sau mấy chục năm vẫn còn đẹp như thế. Thì như cây đàn này là đến bây giờ là 40 năm rồi, sản xuất năm 80 và vẫn đẹp như thế này. Thì tôi nghĩ rằng đó là ý thức sử dụng. Và thứ hai nữa là khi lựa chọn thì tôi luôn luôn chọn những cây đàn đánh giá cao. Tức là cái tiêu chí mà người sử dụng trước người ta dùng ít. Đấy. Bây giờ chúng ta xem cái chốt pin. Đẹp quá. Chốt pin màu trắng. Vâng, rất là đẹp như thế này, rất là đều như thế này. Vâng, cái này là tiêu chí của đàn sản xuất, tiêu chí mà chất lượng cao các bạn nhé. Vâng, đấy. Với pin, với action, với key, với tất cả cái gì chúng ta đã nhìn bên ngoài cũng như bên trong và với âm thanh chúng ta đã nghe. Vâng, có lẽ cũng không có gì để nói nhiều hơn, nhưng một cái chi phí chi tiêu tiết kiệm. Vâng, cũng tương đương như một cái đàn điện, nhưng chúng ta được dùng cái đàn cơ như thế này. Thì các bạn rất nên lưu ý, rất nên gọi điện cho tôi để tôi tư vấn sâu hơn, để chúng ta có thời gian trò chuyện kỹ hơn về cây đàn này cũng như những cây đàn mà Piano Art cung cấp để các bạn tin tưởng và các bạn sử dụng. Trân trọng cảm ơn.